Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Trước khi vào clip ngày hôm nay, quý vị và các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất mà Phụ Kiện Audio đăng lên hàng ngày. Trong video clip ngày hôm nay, đây là một clip Phụ Kiện Audio test lại toàn bộ sản phẩm trước khi gửi đến tay khách hàng. Đây là một bác khách ở Thái Bình. Đó. Bác Xuân Điệp, bác có đặt là một đôi bát 25 Pioneer P8825 này, một cặp chép Pioneer VKT-A300, thêm một cặp chép rời bên ngoài là Pioneer P103S, một cặp mít 12 Pioneer P6608, một bộ phân tần 3 way PA3T để bác đóng loa. Đó, một combo này để bác đóng loa ra trong thùng này. Và thêm một bộ dây loa Maxitox 2,5m phun chuối và sắc rắn, một 10m dây đi trong thùng nữa. Đó, thì hàng của bác hôm nay đây là một cặp Pioneer P103S đây. Đó, một cặp này thì bác yêu cầu là làm phân tần như này để bác để khi mà đóng thùng cấu hình. Đây, cấu hình 3 đường tiếng, một bát 25 này, một mít 12 đường kính cả vành 14.5 và một cặp chép mới về hàng là một cặp chép Pioneer VKT-A300. Đó, giá củ rời cặp này là 850 này. Đó, thêm một cặp chép bên ngoài để bác phối ghép. Đây là một bộ dây Maxitox, bác yêu cầu là bọc sắc rắn cho bác này. Đó, phụ kiện nó đã làm hoàn chỉnh. Đầu rắc bắp chuối bọc carbon. Bắp chuối bác lại chơi bắp chuối kiểu này, bác lại yêu thích cái rắc bắp chuối như này. Và đây cũng gần như là bộ dây do Maxitox cuối cùng mà phụ kiện Audio còn lại rồi. Đó, hiện tại là còn bộ khoảng tầm bộ 3m, 2m thì còn. Đó, còn duy nhất một bộ 2,5m là làm cho bác rồi. Và đây là 10m dây đi trong thùng này. Đó, dây này hôm nay cũng cắt rời ra để đấu thử vào đây luôn. Đây, đây là một cặp trung khử từ của Pioneer P6608 đây. Đó, quý bạn có thể tham khảo nhé. Còn đây là một cặp bát 25. Đó, xong rồi kê cái này lên để hướng cho quý bạn xem này. Xương này, nhện đằng sau này. Bát 25 thì là dạng bát, cái cầu của nó là cầu kẹp, ấn lên kẹp xuống rất là tiện. Còn đây là bộ phân tần PA3T, phân tần cấu hình 3 đường tiếng. Quý vị còn nhìn thấy ba cuộn đồng cản rất là lớn, tụ lọc toàn là tụ xịn trở này, các con bọ chống cháy cũng như là điện trở, tụ trở. Đây là một cái bảng tản nhiệt rất là hay. Đó, và cái bộ phân tần này thì cũng là phân tần nhún hết. Đó, đó là một số những cái món mà bác có đặt. Đây, bên này phụ kiện đã đấu sẵn vào âm ly rồi. Bây giờ sẽ cũng để cùng quý vị và các bạn thưởng thức chất âm cũng như là để cho bác có thể xem lại những cái món bác đặt đã đủ chưa nhá. Đó, đầy đủ nhá. Giá sản phẩm này, bát 25 là 2.450, cặp Pioneer VKT-A300 là 850.000 một đôi củ rời, một cặp Pioneer P103S là 1.250 này. Đó, một cặp mít là 850.000 là cặp mít này. Thêm một bộ phân tần là 1.150.000 này. Một bộ dây loa Maxitox 2,5m phun chuối như thế là 1.550.000 và 10m dây đi trong thùng là 200.000 đồng. Đó, đầy đủ phụ kiện cũng như là dây dẫn của bác. Thì bây giờ phụ kiện nó sẽ bật nhạc nhé, bật nhạc để cho quý bạn nghe được chất âm. Khi mà cấu hình 3 đường tiếng lên nó sẽ như thế nào. To lên một chút cho quý bạn nghe nhé. Đó, đó là về phần hàng của bác cũng như là chất âm của những cái cặp này. Cái cặp này chưa đóng vào thùng.
Và sau khi đóng vào thùng thì phụ kiện nó sẽ xin bác một clip bác quay hộ là khi bác lên thùng những cái dòng của Pioneer này chất âm khí trong thùng nó sẽ như nào và lên thùng nó sẽ đẹp như thế nào, thì quý vị các bạn đợi một thời gian nữa nhé. Và quý vị các bạn có nhu cầu muốn mua củ loa rời để đóng thùng có thể liên hệ thẳng trực tiếp qua số điện thoại là 0835318889, số hotline của phụ kiện audio. Địa chỉ ở đây là hiện tại là tôi đang chuẩn bị gửi hàng tại số 9 ngõ 112 Đinh Công Trượng, Hoàng Mai, Hà Nội đây. Bác Xuân Điệp, đây địa chỉ của bác này. Số điện thoại thì tạm thời tôi sẽ che ba cái số sau đi nhá. Đó, tổng của combo này của bác là 8.300.000 đồng. Đó, và cảm ơn quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu tư vấn về phối ghép loa hay là tư vấn về những cái củ loa rời để chúng ta dựng lên thùng, có thể liên hệ thẳng trực tiếp qua số điện thoại của tôi hoặc là comment dưới phần bình luận, chúng ta trao đổi trực tiếp. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.